Auto Reno 75G đã nhận được một phiên bản đặc biệt mà gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đặt tên là Auto Reno 75G New Year Edition. Mô hình phiên bản đặc biệt mang đến một màu sắc mới cho điện thoại thông minh và có một logo đặc biệt được khắc ở mặt sau. Oppo Reno 75G New Year Edition đã được ra mắt tại Trung Quốc và hiện tại vẫn chưa có thông tin nào liên quan đến việc ra mắt của nó ở các thị trường khác. Dòng Oppo Reno 7 ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 11 và nó vẫn chưa ra mắt toàn cầu. Giá của Oppo Reno 75G New Year Edition giống như Oppo Reno 75G màu vani. Biến thể 8GB RAM cộng 128GB dung lượng lưu trữ có giá 2.699 nhân dân tệ Trung Quốc khoảng 31.800 rupi Ấn Độ. Biến thể 8GB RAM cộng 256GB có giá 2.999 nhân dân tệ Trung Quốc khoảng 35.400 rupi Ấn Độ và biến thể lưu trữ 12GB RAM cộng 256GB có giá 3.299 nhân dân tệ Trung Quốc khoảng 38.900 rupi Ấn Độ. Oppo Reno 75G New Year Edition có màu đặc biệt Velvet Red và có logo con hổ được khắc bên cạnh module camera phía sau. Thông qua một bài đăng trên Weibo, Oppo đã đề cập rằng họ đã khắc logo Tiger ở mặt sau vì năm 2022 được coi là năm Nhâm Dần ở Trung Quốc. Thông số kỹ thuật của Oppo Reno 75G vì Oppo Reno 75G New Year Edition chỉ là một thiết kế lại nên nó có các thông số kỹ thuật tương tự như Oppo Reno 75G màu vani đã ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 11. Điện thoại có màn hình AMOLED 6.43 inch Full HD cộng 1080x2400 pixel với tỷ lệ khung hình 29 và tốc độ là mới 90Hz. Nó được trang bị SoC Qualcomm Snapdragon 778G kết hợp với RAM LPDDR4X lên đến 12GB và bộ nhớ UFS 2.1 lên đến 256GB. Đối với quang học, Oppo Reno 75G New Year Edition có thiết lập 3 camera phía sau với cảm biến chính 64MP, cảm biến góc rộng 8MP và ống kính macro 2MP. Ở phía trước, nó có cảm biến Sony IMX709 32MP. Các tùy chọn kết nối bao gồm 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth, V5, 2, GPS, AGPS, NFC và cổng USB Type-C. Điện thoại có pin 4500mAh với hỗ trợ sạc nhanh 60W flash sạc. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!